Chiều nay 24 tháng 6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdek Heng Somrin đang có chuyên thăm chính thức tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chủ tịch nước cho biết quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác thương mại đầu tư hàng đầu của Campuchia. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp như hiện nay, Chủ tịch nước cho rằng hai nước cần phải tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác ủng hộ những lợi ích chính đáng của nhau, đóng góp tích cực vào hòa bình và phát triển của khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, qua ngài Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước chuyển lời hỏi thăm sức khỏe tới Vương quốc Norodom Sihamoni, Hoàng thái hậu Minonet Sihanouk cùng các vị lãnh đạo Thượng viện Quốc hội và Chính phủ Vương quốc Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Somrin bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch nước và chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương Norodom Sihamoni và các nhà lãnh đạo của Campuchia tới Chủ tịch nước. Chủ tịch Quốc hội Heng Somrin cũng chúc mừng thắng lợi mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua, đồng thời thông báo thắng lợi của Đảng Nhân dân Campuchia tại cuộc bầu cử Hội đồng xã phường vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Campuchia cho biết, đây là tiền đề cho Đảng Nhân dân Campuchia tiếp tục những thắng lợi mới, khẳng định nhân dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ công lao của Bộ đội Tình nguyện Việt Nam trong giải phóng nhân dân Campuchia, thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Chủ tịch Heng Somrin chúc cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Campuchia và Việt Nam ngày càng phát triển.